đội xin luôn các bạn đã hát thành công bài gốc của vòng thứ hai. Chúng ta là team Phú Quang gốc buồn của các bạn được 150 điểm. Và tôi xin phép các bạn cảm ơn của anh. Em bàn được không anh? Quay trở lại với chương trình này thì các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu chứ. Chúng ta sẽ tìm hiểu chương trình này các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu chứ. What is it? It's a newspaper. That's an apple. No, apple. That's a soup. Hai đi ạ, các bạn đã hết thời gian chú ý. Hãy trả lời tôi. Được sự yểm trợ của khán giả là gì đó rồi? Nó nói với mẹ nó thế nào? Mẹ là bài như khúc trang. Của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiên. Vâng, các bạn có giải thích được không? Mẹ Sally mời Sally ăn súp, bà cũng mời bố Sally uống nước. Bà nói ra sao khi mời Sally và bố của Sally? Nghe đã có vẻ hợp lý rồi, nhưng chúng ta sẽ được biết đáp án chính xác sau ít phút nữa. Trong chương trình vượt lên chính mình, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần Lifestyle thực hiện, phát sóng hàng tuần trên kênh VTV7 vào lúc 20:20 tối thứ sáu. Mai ba đi làm, ba chở em đi học nha. Đâu có nghe đâu mẹ nó đang. Mai chở em đi học. Mai ba chở em đi học nha. Đi hộ. Đi học. Mai ba chở em đi hộ. Lấy cái đèn mũi lên mà cắm vô. Mai con đi học hả? Đi học. Mẹ nhà với hai. Mẹ nhà với hai. Không, nắng đi học. Nắng làm tôi ba.